cô gái mang đôi giày đỏ, chị em bước trên đường khuya với nhỏ. Lời em nói hôm nay sẽ sáng tỏ, bấy nhiêu lâu nay dấu tương tư cùng nó âu lo. Liệu anh có biết được rằng con gái đưa ra thật khó khăn, em đang cố gắng hoàn thiện mình, không phải dưới tiếng nhạc sập sinh. Tuy là em không đẹp như minh tinh, như tình cảm em trong suốt như thủy tinh. Anh nóng bỏng như là mặt trời, còn em chỉ là đám mây nhỏ. Gặp anh em không dám mở lời, vì anh ánh lên hào quang đỏ. Lúc này anh bên kia sẽ nói rõ, mấy lâu thầm yêu và yêu rất nhiều. Cảm xúc giữa em và anh đặc biệt như ly kem trà xanh. Dù anh đối với em giá lạnh, em vẫn sẽ ở bên anh. Cho dù là có bao xa, cùng anh chúng ta tạo ra trái tim chung một nhịp ca. Tình cảm em lớn như quốc tế, vượt qua được vòng trái đất thì quá trễ. Đủ để chờ đợi, đủ để mở lời. Người con trai mà em đang thầm mơ, bấy lâu nay đang thầm hương. Khi với anh em không là gì cả, lời em nói không sâu như biển cả. Y quyền cũng không như chị cả, viết ra đoạn này để anh được gả cho em. Tôi chỉ gặp nhau mạng xã hội, có chẳng đó là một thói quen. Em gọi anh là một thằng phạm tội, rắc vào đầu em những cảm xúc thật rối ren. Với men say trong mình, anh mang đến những rắc rối cho em bay trong tình. Rồi bỏ lại em với sự lặng thinh, em một mình với màu áo trắng tinh. Anh bỏ lại em ở đây với những cảm xúc. Những lúc như vậy thật khó chịu. Anh đâu biết được lúc này anh thích em như thế nào. Thích anh không ngại về điều gì, và ngay cả về quá khứ. Nhưng em nghĩ tình cảm đơn phương thì nó buồn lắm, nên đây sẽ là lần cuối em nhớ về anh. Bài viết này dành cho anh.